Vụ việc cô giáo đốt cồn dạy cháy nổ tại trường mầm non tư thục Tuổi Thơ ở Hà Nam đã khiến ba em nhỏ bị bỏng nặng, đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Các bác sĩ chẩn đoán tình trạng của ba em bị sốc bỏng nặng và bác sĩ chưa thể tiên lượng được. Cô giáo cũng không có tâm trạng để chia sẻ về sự việc trên. Bác sĩ Lê Quang Thảo, khoa hồi sức cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia cho biết, ba cháu bé được chuyển đến cấp cứu vào ngày 9 tháng 8 trong tình trạng sốc bỏng rất nặng. Đánh giá sơ bộ, diện tích bỏng của ba bé lên tới 50-60%. Sau hơn một ngày điều trị, hiện tình trạng của ba bé vẫn chưa thuyên giảm, có thể đe dọa đến chức năng hô hấp, tuần hoàn và thận nên bác sĩ chưa thể tiên lượng. Trước đó vào khoảng 15:40 ngày 9 tháng 8, các cô giáo ở lớp học mầm non tư thục Tuổi Thơ, xã Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam tổ chức buổi học về kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ cho 25 trẻ. Trong lúc học, các cô giáo đã đổ cồn vào trong mâm làm giáo cụ rồi châm lửa để dạy trẻ. Không may, đúng lúc đó gió lớn từ quạt thổi vào khiến ngọn lửa đang cháy trong mâm lan vào ba người cháu nhỏ khiến các cháu bị bỏng nặng. Ngay sau đó, hai cô giáo đang trong lớp đã dùng khăn ướt sẵn có để trùm lên người các cháu rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ khuyến cáo là khi bị bỏng nhiệt, việc đầu tiên là cách ly bệnh nhân khỏi nguồn gây bỏng, hạ nhiệt vùng bỏng bằng cách xối nước liên tục và trong khoảng 15 phút để giảm độ sâu của vết bỏng. Sau đó thì băng nhẹ hoặc che phủ vết thương bằng băng gạc, vải sạch rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.